Ngôi sao truyền hình thực tế Đi Nguyễn bị loại ra khỏi chương trình của đài MTV sau khi lời bình luận của cô trên Twitter. Cô Đi Nguyễn là ngôi sao truyền hình thực tế trong chương trình The Challenge đã bị đài MTV loại bỏ ra khỏi danh sách ngôi sao tham gia sau khi cô đưa ra bình luận vô cảm về phong trào Black Lives Matter trên Twitter. Và cuối tuần trước, ngôi sao người Úc gốc Việt này đã gây ra sự phản ứng dữ dội, đã gây ra một sự phản ứng dữ dội. Trước đây cô bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào trên. Sau đó thì vào ngày thứ hai 8 tháng 6, tài khoản Twitter chính thức của chương trình thực tế The Challenge đã đăng một tuyên bố lên án các bình luận có tính xúc phạm của cô và quyết định ngừng hợp tác với cô. Bên cạnh đó, tuyên bố trên còn lên án mạnh mẽ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc có hệ thống và bày tỏ sự ủng hộ với những người lên tiếng chống lại sự bất công. Theo tờ Netshark đưa tin, hôm Chủ nhật 7 tháng 6, thì cô Đi Nguyễn đã đăng tải lời xin lỗi trên Twitter và cho biết sẽ không dùng Twitter trong một tuần để phục hồi tinh thần. Sau đó, cô còn đăng tải một lời xin lỗi đầy đủ hơn gửi đến những đồng nghiệp mà cô làm tổn thương do những bình luận vô cảm của cô. Tuy nhiên sau đó, đoạn xin lỗi này đã bị xóa khỏi tài khoản Instagram và Twitter của cô. Nhóm quản lý của ngôi sao Đi Nguyễn tuyên bố rằng họ đang tiến hành đánh giá nội bộ sau sự việc.